Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn giùm tôi cái nút đăng ký ngay đây để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung vụ mà mẹ ruột và cha dượng đánh bé gái 3 tuổi đến tử vong ở Hà Nội sẽ có được tạm hoãn hay không, sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Cụ thể, trong vụ mẹ ruột và cha dượng bạo hành cháu bé 3 tuổi dẫn đến tử vong, bản thân hai bị can hiện đang có chung với nhau một con nhỏ gần 2 tuổi nữa. Vậy liệu ác mẫu này có được hoãn thi hành án để nuôi con nhỏ hay không? Liên quan đến vụ mẹ ruột và cha dượng bạo hành đứa con gái 3 tuổi đến tử vong, trao đổi với phóng viên bà Vũ Thị Dự, Đông Anh, Hà Nội, mẹ của bị can Nguyễn Thị Lan Anh, ác mẫu cùng chồng bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong, là cho biết Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn là người chồng, người mà đánh đứa 3 tuổi này nè, cùng chung với nhau và có đứa con 2 tuổi. Bà Dự cho biết, sau khi học xong trung cấp y, Lan Anh bỏ nhà đi lang bạt. Chẳng mấy khi về nhà, sau khi chuẩn bị cưới người chồng thứ hai, Lan Anh lại bỏ đi và sau đó sinh cháu M, là sinh năm 2017, người bị Lan Anh cùng chồng bạo hành dẫn đến tử vong. Mới đây, Lan Anh đã dẫn Tuấn về và giới thiệu là bạn trai, hai người sẽ cưới nhau. Bà Dự cũng cho biết, Tuấn là người chồng thứ ba của đứa con gái, hai người có chung với nhau một đứa con khoảng 2 tuổi. Ngoài ra bà cũng không biết thêm thông tin gì nhiều hơn. Và dư luận đã băn khoăn với trường hợp của Lan Anh đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, khi bị tạm giam có được tại ngoại để nuôi con hay không, khi bị tuyên án có được hoãn thi hành án hay không. Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật sư Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã bày tỏ quan điểm như thế này. Trong vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng xác định Tuấn và Lan Anh là hai đối tượng đã bạo hành trực tiếp gây ra cái chết cho con gái 3 tuổi, là con đẻ của đối tượng Lan Anh. Và ngày 2 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và ngày 3 tháng 4 đã khởi tố bị can hai đối tượng này. Và theo cơ quan điều tra, qua khám nghiệm tử thi, cháu M bị chấn thương sọ não, gãy răng, xung huyết ở tim và phổi. Các đối tượng cũng khai nhận riêng trong ngày 29 tháng 3 đã đánh cháu M tổng cộng 7 lần như bắt quỳ vào chậu nước, dùng kim châm vào tay, đánh vào đầu, vào mặt dẫn đến việc cháu tử vong. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án giết người. Đọc mà bức xúc các bạn. Không biết mẹ nào mà vậy. Cái bà này ác mẫu đúng rồi đó. Chỉ có châm vào tay thì hồi xưa có coi mà Hoàng Châu Cách Cách đó, thì có dung ma ma quế ma ma đó, cầm kim châm nó mới đâm vào tay của Tử Vi thôi. Không thầy, thời bây giờ lại có những hành vi tra tấn như vậy. Chắc chắn bà này thì, nếu cái bà mẹ này nó đọc tới mà bức xúc các bạn. Thôi để chút bình luận sau, bây giờ tôi đọc tiếp đi. Với tính chất côn đồ và vô nhân tính của hai đối tượng đối với chính con ruột của mình, nhất là khi cháu M còn rất nhỏ, không thể nào tự vệ, mới chỉ 3 tuổi, thì đây thật sự là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể sẽ được áp dụng đối với hai bị can khi đưa ra xét xử, luật sư Tuấn Anh đã nói như vậy. Và cũng theo vị luật sư này, xét xử hành vi phạm tội của hai đối tượng sẽ diễn ra, chỉ là vấn đề về thời gian, và hai đối tượng sẽ phải chịu hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện tại hai đối tượng đang nuôi còn dưới 36 tháng tuổi. Về nguyên tắc, khi bản án có hiệu lực pháp luật thì người bị kết án phải chấp nhận hình phạt nghiêm chỉnh, nhưng trên thực tế có những lý do khách quan đặc biệt mà người bị phạt tù chưa thể thụ án ngay. Đó là ví dụ cụ thể là trong trường hợp nêu trên, đối với người con thì còn quá nhỏ, cần phải có sự chăm sóc của cha và mẹ. Và căn cứ theo điểm B khoảng 1 điều 67 của Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định đối với các bị can là phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù cho tới khi con đủ 36 tháng tuổi. Xét theo khía cạnh pháp luật, bị can Lan Anh có thể được xem xét hoãn hình phạt tù cho tới khi con nhỏ đủ 36 tháng tuổi thì phải chấp hành hình phạt tù. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, tòa án có thẩm quyền xét xử có thể đưa ra quyết định giao con nhỏ của bị can Tuấn và Lan Anh cho người thân chăm sóc và nuôi dưỡng. Dù cho cháu nhỏ cần có sự nuôi dưỡng của cha mẹ, nhưng xét về hành vi phạm pháp của hai đối tượng nêu trên là tội phạm rất nghiêm trọng, thực hiện tội ác đối với chính con đẻ của mình thì không có tư cách và khả năng thực hiện trách nhiệm làm cha làm mẹ nữa. Thậm chí kể cả bị can Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn không có người thân và gia đình, cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn có thể liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để gửi đứa trẻ vào cơ sở bảo trợ của nhà nước để nuôi dưỡng. Các bạn thấy không? Có người mẹ nào mà đánh con như vậy mà bây giờ mà còn đòi xin tạm hoãn để nuôi con vì chưa đủ 36 tháng tuổi. Các bạn nghe vô lý, nực cười các bạn à. Nếu mong cơ quan chức năng phải sớm thi hành án đối với người này để răn đe những người khác. Con nào cũng là con, tại sao có những hành vi như vậy? Đọc mà nghẹn lòng các bạn, không thể nào mà nói nhiều được. Thôi, tôi xin được phép được dừng ở đây. Rồi, cảm ơn các bạn.